Onnet đồng hành cùng chương trình. Xin được kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin nhanh 5 phút trên kênh thông tin Invest TV, tổng hợp những thông tin mới nhất về kinh tế, tài chính bất động sản có trong ngày. Và hôm nay, ngày 25 tháng 5, sẽ có những thông tin nổi bật như sau. Sáng ngày 24 tháng 5, sau khi nhận thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội về kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của một phụ nữ 43 tuổi ở tòa nhà R4A, Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện cách ly y tế 4 tòa nhà Goldmark City với tổng số là 1.909 hộ và 5.752 cư dân. Theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020, thu nhập bình quân đầu người tại Bình Dương đạt hơn 7 triệu đồng trên một tháng, cao nhất của cả nước. Dự kiến trong quý 3, năm nay Bộ Công Thương sẽ phê duyệt thông tư quy định thực hiện thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp. Mới đây, Tổng cục Thuế đưa ra nhiều giải pháp siết chặt lại việc thu thuế với chung cư cao cấp, bao gồm cả condotel để tránh thất thu tiền thuế. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc khi đề xuất được trang bị ô tô chuyên dùng để báo cáo làm rõ cơ sở pháp lý, mục đích sử dụng. iPhone 12 là mẫu smartphone bán chạy nhất toàn cầu. Công ty trách nhiệm hữu hạn The Server, thành viên của tập đoàn Maxan, thông báo mua lại 20% vốn của Phúc Long, công ty sở hữu thương hiệu Phúc Long với giá là 15 triệu đô la Mỹ. Dự án tuyến đường liên kết giữa Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc dài 42 km với tổng mức đầu tư là gần 3.800 tỷ đồng. Hai cơ sở của Viện Ca, cơ sở 1 tại Phan Chu Trinh và cơ sở 2 tại Tam Hiệp được gỡ phong tỏa sau 16 ngày không phát hiện ca mắc COVID-19. Để các cơ quan chức năng theo dõi quản lý những trường hợp có yếu tố dịch tễ, kịp thời phát hiện những người nghi ngờ lây nhiễm COVID-19, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu toàn dân khai báo y tế. Nhằm tạo kênh tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm tiềm năng của các địa phương, Sen Đỏ dự kiến hỗ trợ tiêu thụ đến 12 tấn vải thiều trong đợt mở bán này gồm nhiều loại khác nhau với mức giá là từ 18.000 đồng cùng với 1.000 mã miễn phí vận chuyển tối đa là 30.000 đồng trên một đơn hàng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum vừa có quyết định ngày 18 tháng 5 năm 2021 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở liền kề có vườn. Hiện tại, việc đấu giá tìm chủ cho dự án đang dần nóng lên khi cơn sốt đất của băng đen vừa lắng xuống. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 101 km cao tốc đang khai thác với hai tuyến là Lộ Tẻ – Rạch Sỏi và thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương. Theo quy định hướng quy hoạch đầu tiên đến năm 2030, đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm 670 km cao tốc với tỷ lệ chiều dài cao tốc trên đầu người bình quân đạt 0,035 km trên 1.000 người. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang có buổi làm việc về tình hình bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nhà máy nhiệt điện sông Hậu 2. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong nước, sau đây là những thông tin quốc tế, mời quý vị cùng theo dõi. Từ đầu năm 2022, hành khách nhập cảnh Australia có thể cung cấp thông tin về tình trạng tiêm phòng vaccine COVID-19 thông qua tờ khai trực tuyến. Sau một năm làm việc tại nhà mà không tốn tiền đi lại, chi tiêu mua sắm quần áo công sở hay ăn uống ở ngoài, nhiều người tại Canada đã tiết kiệm được hàng nghìn CAD. Được biết, giá đồng tại sàn giao dịch kim loại London vào đầu tháng 5 chạm mức cao kỷ lục là 10.460 đô la Mỹ trên một tấn và duy trì trên mức là 10.000 đô la Mỹ trên một tấn. Trong gần một thập niên, giá đồng chưa bao giờ chạm ngưỡng này. Tỷ phú Jack Ma rút khỏi đại học kinh doanh do ông sáng lập. Chính quyền Mỹ nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại, áp dụng nhiều tháng trước khi mà có đến 60,5% người trưởng thành Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. OECD xem xét cách đánh thuế mới với Facebook, Google. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhanh 5 phút ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, cũng như cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần Onnet. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin nổi bật về kinh tế, tài chính, bất động sản có trong ngày. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề đầu tư hay thông tin thị trường, vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email banbientapa.invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này ngày mai.